Vâng, xưởng chú ngựa cao cấp của chúng tôi xin kính chào quý khách. Và lời đầu tiên em xin gửi lời chào và mời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người đang xem clip này. Và ngày hôm nay là ngày 11 tháng 10 năm 2019. Xưởng chú ngựa chúng tôi xin giới thiệu với mọi người. Trước mắt mọi người đây là một bộ chú ngựa hàng cực kỳ đặc biệt. Hàng gồm là một tấm, chỉ nguyên một tấm thôi. Hàng là một tấm là dài là 2m2 và rộng một tấm là 1m57, cực kỳ là rộng. Đấy, cực kỳ là rộng luôn. Và độ dày, và độ dày là 20 phân, cực kỳ là đẹp. Và chất gỗ chúng tôi được làm là chất gỗ, là chất gỗ hương xám của Nam Phi, là chất gỗ hương xám của Nam Phi, là một chất gỗ cực kỳ là đẹp. Đấy, vân vèo cực kỳ là đẹp luôn. Và một tháng chúng tôi chỉ ra được một bộ như thế này thôi. Một tháng chúng tôi chỉ ra được một bộ như này thôi. Hàng là dài 2m2, rộng một tấm là 1m57 và độ dày là 20 phân, cực kỳ đẹp. Và chúng tôi xin công khai luôn cái giá của bộ cái sản phẩm này là 12 triệu đồng một bộ. Đấy, một hồ chân gỗ cực kỳ là rộng. Kiếm đâu ra một cái chân gỗ, một cái bộ rộng 1m57 này, cực kỳ đẹp. Đấy. Và mọi người có thể ướm vào không gian nhà mình. Nếu nhà quý khách nào nhỏ và hẹp thì có thể kê bộ này, vừa có thể làm giường ngủ, vừa có thể kê ở phòng khách tiếp khách được. Và chúng tôi làm chân trên lục bình, chân là cao 38 và đường kính là phi 25. Chân trên lục bình, lục bình tượng trưng cho sự phong thủy, tài lộc và may mắn. Và khách xà của tôi, và khách xà có 10 phân nhân quang để chống chịu lực của tấm phản đè lên. Và chiều cao từ mặt đất lên mặt phản là 58 phân, cực kỳ là đẹp, cực kỳ là phong thủy. Tôi xin đi ngay vào chi tiết vân gỗ cho mọi người xem. Vân gỗ là 100% là vân gỗ tự nhiên để chúng tôi sản xuất ra và bào đi, cực kỳ đẹp. Đấy. Mới đầu chúng tôi làm chỉ là 20 phân 2 ly thôi, và bào ngon lành thì còn là 20 phân đủ cho mọi người. Và chất gỗ 100% là chất gỗ hương xám của Nam Phi. Đấy, gỗ tự nhiên 100%. Mọi người hãy xem này, tom gỗ vẫn còn mới nguyên. Đấy, vân gỗ tự nhiên là tom gỗ vẫn còn mới nguyên luôn. Và một chút, và một chút là sâu xia ở đây một chút. Và gỗ tự nhiên là không thể tránh được. Chúng tôi xin đứng hình để cho mọi người thể chụp ảnh tại số điện thoại của chúng tôi. Và địa chỉ của chúng tôi là tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, tỉnh Hà Nội. Đấy. Vâng. Kia đẹp. Và giá chỉ 12 triệu đồng thôi. Và mọi người ủng hộ xưởng bằng cách like và đăng ký kênh ủng hộ xưởng. Xưởng sẽ tặng một là cái bàn ăn cơm, và hai là một chiếc khay trà. Nếu mọi người ăn cơm thì mọi người bỏ bàn ăn cơm ra để ngồi ăn cơm. Và mọi người tiếp khách thì có thể bỏ khay trà ra để đảm đạo của tiếp khách, cực kỳ là tiện lợi. Đây. Đây, cái bàn ăn cơm chúng tôi cũng làm phun gỗ hương xám ở kia đây. Và chúng tôi xin quay mặt dưới cho mọi người xem để nhiều khách hàng thắc mắc ở trên dưới có giống nhau hay không. Chúng tôi xin phép quay luôn mặt dưới cho mọi người xem. Đấy, trên dưới đều như nhau, đều liền một lá hết, liền một tấm hết, nguyên một tấm, rộng là 1m57 và dài là đủ là 2m2, thì là dài, độ dày là 20 phân. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người xem video thật là vui vẻ. Xin cảm ơn.